Chiều nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Văn Triều, trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội. Dự lễ có bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định bổ nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Văn Triều, trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2023. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và lãnh đạo tỉnh đã chúc mừng và tin tưởng với kinh nghiệm công tác cùng tâm huyết với ngành trên cương vị công tác mới. Ông Nguyễn Văn Triều sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của ngành kiểm sát, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.